Ngồi với các Phúc Long nhâm nhi ly trà sữa, tôi từ tốn lướt Facebook. Phải thú thực, Facebook bây giờ là một cái xã hội phức tạp, theo tôi nghĩ là gấp đôi cái xã hội tôi đang sống. Cái thần thánh nhất của Facebook là không biết từ bao giờ, nó đã là một cái chợ khổng lồ và thông minh tới mức bạn muốn mua gì thì chỉ cần nghĩ, việc còn lại là lên Facebook và chọn cái bạn muốn. Nhưng cái thần thánh ấy tôi không quan tâm bằng việc nó là một nơi để bất cứ ai chia sẻ quan điểm về bất cứ thứ gì mà không cần quan tâm nhiều đến feedback từ người khác. Vì ảo mà, mạng xã hội thì rất ảo, mà chẳng hiểu sao tôi khối lần lại bị cái ảo đấy chọc tức đến khó chịu. Vì sao ư? Vì nó động đến tự ái của tôi. Sao họ lại có thể chửi công an nói chung, trong khi tôi vẫn đang cố gắng từng ngày từng giờ? Nghề công an là một nghề mà trước nay chưa bao giờ vơi đi sự quan tâm từ xã hội, cả chiều thực lẫn chiều ảo. Mà sau 7 năm làm nghề, tôi có thể túm lại sơ sơ rằng nghề này nó cũng phức tạp chẳng khác quái gì Facebook. Đến với nghề không phải ai cũng xuất phát từ đam mê hay nhiệt huyết. Vì mong muốn có một công việc ổn định, đến khi về già thì có đồng lương ăn dưỡng, khoảng 20%. Vì mong muốn của gia đình khi có thế hệ tiền nhiệm cũng trong ngành, mà cái thực chất thì họ muốn đâu phải là công an, khoảng 5%. Vì trong ngành được nhà nước chu cấp, ra trường có việc ngay và gia đình không phải lo lắng nhiều cho mình, khoảng 10%. Cái này đúng với những bạn gia đình không có điều kiện cho lắm và mong muốn gia đình đỡ vất vả vì mình. Vì tiền, x%. Cái này tôi không khẳng định vì nếu nói ra thì sẽ là đi ngược đường lối, nhưng tôi biết lý do này có. Rồi khá nhiều lý do hay ho khác mà tôi không tiện liệt kê nữa. Đến khi vào được rồi thì sẽ tiếp đến câu chuyện chọn lĩnh vực mình muốn làm sau khi ra trường. Bản thân tôi đã có lần được gợi ý rằng cháu có muốn làm giao thông không? Cháu muốn làm trại giam không? Vân vân. Nhưng tôi dễ lắm, cháu chỉ kết hình sự thôi. Vì đơn thuần mà nói với tôi, công an là phải đi bắt tội phạm, mà đấu tranh với tội phạm trực tiếp và toàn diện nhất thì chỉ có thể là hình sự mà thôi. Đấy, đấy là suy nghĩ sơ khai của tôi khi mới thi đỗ vào ngành đấy. Thế rồi, ra trường, tôi vẫn tự hào khoe với đám bạn rằng, hồi bé tao mơ công việc thế nào, bây giờ tao làm y như thế chúng mày ạ. Bây giờ tôi đã là một chiến sĩ cảnh sát hình sự nguyên chất 100%. Thế nhưng, cuộc sống mà, chẳng biết bây giờ tôi nên vui hay nên buồn vì mình là cảnh sát hình sự nữa. Cho tôi nhiều mà lấy đi của tôi cũng không ít. Cho. Cái lớn nhất mà tôi thấy được từ cái nghiệp hình sự này mang lại cho tôi, đó là bản lĩnh. Bản chất của nghề hình sự là tiếp xúc với mặt trái, với tệ nạn, với tội phạm. Mà muốn đấu tranh được với chúng thì bạn phải hòa nhập được, hay nói dễ hiểu hơn là bạn phải hiểu được chúng. Ví dụ, bạn không thể bắt hay đấu tranh được một ổ mại dâm khi bạn không hiểu mại dâm hoạt động ra sao được. Thế nhưng công an thì cũng là con người, không đủ bản lĩnh thì bạn sẽ bị hòa tan sau khi cố gắng hòa nhập. Bạn hiểu ý tôi chứ? Rồi sau đó sẽ là quá trình đào thải hay chọn lọc tự nhiên theo tôi hiểu. Khi bạn đã đủ vững vàng để hòa nhập mà không hòa tan, thì bản lĩnh của bạn đã tăng cao nhiều lắm rồi đấy. Cụ thể hơn trong trường hợp của tôi, đứng trước một thằng áo đá đang cầm dao rạch từng đường trên cơ thể mình và cũng có thể là những đường khác trên người xung quanh. Thay vì hết hồn bởi những máu me và dao, ngáo, tôi chạy vô nhà dân cạnh đó mượn tạm cái chăn to, né vào người thằng áo kia rồi tự tin mà khống chế. Hay trước một tên bợm rượu, đang cố thủ trong nhà sau song sắt cửa ra vào với con dao phay sẵn sàng chém bất cứ ai kể cả người nhà nếu như có ý định đến gần. Bạn sẽ làm gì trong tình huống ấy? Còn tôi, chạy ngay đi kiếm lấy hai chai một rượu một nước, từ tốn hạ giọng xuống mà nói với tên bợm kia. Nay tôi xuống đây không phải là công an nữa, cởi bỏ sắc phục, tôi với anh uống rượu, tôi cũng đang chán đây. Với tâm lý của một thằng bợm rượu thì khi nhìn thấy rượu nó khó bỏ ngỏ lắm. Hơn nữa, khi tất cả đám đông đang quay lưng với nó sẽ trân trọng một người chịu lắng nghe và đứng về phía mình. Đương nhiên, việc gì đến cũng phải đến, hắn thì hết chai rượu, còn tôi thì hết chai nước. Hai người đàn ông face to face qua cánh song sắt mà giải bày nỗi khổ tâm, rồi sau đó rượu hết thì người cũng gục, cả chai cơ mà. Tôi lại từ tốn bế hắn lên xe thùng để cùng nhau lên đồn nói chuyện tiếp. Lao xe máy vun vút trên đường đuổi bắt đối tượng, chẳng ít lần tôi được dịp đo đất, nhưng cũng chẳng mấy khi thấy người tôi xây sát vì may thay lúc đó vẫn còn anh bản lĩnh kế bên, giúp tôi đạp vội cái xe sang một hướng bay ra ngoài theo hướng đối diện, lộn vài vòng rồi đứng dậy. Hay đứng trước những lời dọa nạt thách thức từ mấy người thường được gọi là hổ báo đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí, nhịp tim tôi vẫn vậy vì tôi biết những thằng nói to thì thường sẽ làm nhỏ hoặc không làm gì cả. Thứ hai là kiến thức, mà theo cách hiểu của tôi là cái méo gì cũng biết nhưng lại chẳng biết cái méo gì. Muốn làm việc được với ai trong bất kể lĩnh vực gì thì bạn cũng phải biết về nó, không nhiều nhưng ít nhất cũng phải sơ sơ. Mà làm nghề này thì các dạng người, các dạng nghề, các dạng tính cách bạn được tiếp xúc đa dạng lắm. Người nói ít, người nói nhiều, người lầm lì, người vui vẻ, người lý lẽ, người lại cùn một cục, doanh nhân rồi đến trí thức, nông dân cho đến quan chức,
tội phạm chuyên cho đến không chuyên. Theo tôi nghĩ thì đối tượng tiếp xúc của nghề này rất rộng, mà cho đến bây giờ tôi mới chỉ gặp được một số rất nhỏ trong đó. Thứ ba là niềm vui khi làm nghề. Tôi vui sau khi phá thành công một chuyên án, bắt giữ thành công một đối tượng, giúp nhân dân diệt trừ gian ác. Tôi vui khi nhìn thấy nụ cười của người mẹ được gặp lại đứa con bé bỏng đi lạc đường về nhà. Vui khi nhìn thấy nụ cười của bác thợ xây nhận lại xe máy của mình sau khi ổ nhóm trộm cắp bị bắt giữ. Vui bởi những lời tán dương của người dân khi tống thành công một tên lưu manh càn quấy làm loạn xóm làng vào trại. Nét mặt tươi tắn của nhân dân nhìn tôi khi ấy là động lực rất lớn giúp tôi quên đi những nhọc nhằn trước đó, bởi để bắt thành công một đối tượng không dễ dàng như các bạn vẫn nghĩ. Cho tôi nhiều thứ, nhưng cái nghề này cũng lấy đi của tôi không ít. Lấy đi của tôi nụ cười của mẹ mỗi khi tôi dính tai nạn nghề nghiệp, thương tích trên mình hay vài ba đêm chẳng về nhà. Thay vào đó là những nếp nhăn trên khóe mắt mẹ vì lo lắng không biết con mình sống chết ra sao ngoài đó. Sau khi nhận được cuộc điện thoại ngắn ngủi, mẹ ơi con đi làm rồi tắt phụt. Lấy đi của tôi thời gian dành cho bản thân, thời gian để tôi yêu đương. Tháng 3 gió mùa đông bắc vẫn thổi, nhìn đám con nít cấp 3 bon bon trên con xe đạp điện, tay trong tay khiến tôi không khỏi chạnh lòng vì ghen tị. Nhìn tình yêu của chúng nó mới thật thần thánh làm sao, tôi buồn lắm. Quả thực, tình yêu đến với tôi khó lắm. Viết mấy dòng này vào thời điểm này, trong tôi cũng đang có một nỗi buồn không nhỏ. Ngày 8 tháng 3, ngày vui của nhiều người nhưng lại không phải là ngày vui của tôi. Tôi tỏ tình thất bại mất rồi các bạn ạ. Tôi biết vì tôi khô khan, không mang lại để cho cô gái tôi tán tỉnh những gì cô ấy cần. Và đương nhiên, thất bại là điều tôi phải chấp nhận. Mà nguyên nhân không nhỏ là cái bệnh mà nghề này mang lại cho tôi. Buồn quá các bạn ạ, càng nhắc thì lại càng buồn. Kinh tế, đây thực sự là một vấn đề lớn với tôi lúc này. Bạn biết đấy, cứ với đà này thì chẳng biết đến bao giờ tôi mới mua được một chiếc xe hơi để đưa ba má đi đây đi đó cho đỡ nắng mưa. Vì tôi bây giờ lo thân còn chưa xong. Tôi biết, tôi chứng kiến, kiếm tiền bằng nghề này khó lắm nhưng cũng dễ lắm. Bạn có thể giàu rất nhanh, nhưng để có được điều đó, bạn phải làm trái, phải đánh đổi lương tâm, bạn phải chấp nhận hòa tan sau khi đã hòa nhập. Và điều tất yếu kéo theo cái đó là bạn sẽ bắt đầu bước vào quá trình đào thải, mà trước hết là sự lên án của lương tâm, của cộng đồng xã hội, trong đó có cả cộng đồng Facebook. Và một cách không chủ đích, bạn đã biến thành một con sâu làm giàu cái nồi canh công an nói chung. Và cũng một cách không chủ đích, bạn làm ảnh hưởng đến tự ái của những người đang cố gắng từng ngày góp phần vào công cuộc bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, sau khi vô tình nghe được, thấy được những đánh giá mang tính đánh đồng của cộng đồng thực và cộng đồng ảo. Những gì mà nghiệp hình sự này lấy đi của tôi làm tôi tự hỏi, liệu mình đã và đang đi đúng hướng? Cái mình cần lúc này là gì khi mà tôi vẫn làm cho gia đình tôi lo lắng, tương lai tôi mông lung khi kinh tế tôi không có trong tay? Hơn 20 tuổi đầu mà tình yêu vẫn chưa có được một lần cảm nhận. Vạch đích của tôi ở đâu tôi vẫn chưa thấy. Liệu rằng những thứ mà nghiệp này mang lại nó có xứng đáng để tôi đánh đổi? Đam mê liệu rằng có đủ khi tôi biết rằng đam mê không sắn ra ăn được, không giúp được mẹ tôi bớt đi những nếp nhăn? Cái tôi mơ lúc này là vô tình đâm phải một ông bụt, và ông sẽ giúp tôi giải đáp hết những câu hỏi kia để tôi biết rằng tôi đã chọn đúng và cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.